Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhận trên 100 tỷ Thủy Tiên làm đảng sáng mắt sáng lòng. Cùng với sự khốn khó của người dân vì mưa lũ miền Trung trong suốt một tuần qua, dư luận vẫn đang nóng chuyện ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp được hơn 100 tỷ đồng từ hàng ngàn người dân chỉ trong một tuần. Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ mới quyên góp được 22 tỷ đồng nhưng có tới 55 cơ quan tổ chức đóng góp, chứ nhân dân không nhiệt tình đóng góp vào quỹ này. Một số luật sư cho rằng một nghị định lạc hậu của chính phủ nhưng vẫn còn hiệu lực đã quy định theo hướng độc quyền làm từ thiện cho các cơ quan nhà nước và đẩy những cá nhân làm từ thiện vào tình trạng bất hợp pháp. Đây là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên trên thuyền cứu trợ ở vùng lũ lụt rất sớm. Chỉ trong 3 ngày đầu, cô đã quyên góp được 40 tỷ đồng và sau một tuần, tổng số tiền cô nhận được đã là hơn 105 tỷ đồng. Cùng lúc đó, lực lượng dư luận viên của Đảng cũng đổ xô vào nói xỏ nói xiên nhằm hạ thấp uy tín của Thủy Tiên, thậm chí còn bình luận rất tục tĩu về cái mông của cô ca sĩ này. Nhưng nhân dân vẫn biết chọn mặt gửi vàng để nhờ Thủy Tiên đại diện cầm tiền giúp đỡ người dân miền Trung đang khốn khó. Bây giờ thì người ta tin cái mông của cô Thủy Tiên còn hơn cái mồm của mấy ông bà lãnh đạo. Một bình luận trên trang Facebook đang được rất nhiều người chia sẻ như vậy. Một cán bộ về hưu thắc mắc như sau: cho hỏi số tiền trên 100 tỷ thì có bao nhiêu phần trăm thật sự đóng góp hay phần nhiều do các thành phần phản động ở hải ngoại dùng thời cơ gây rối? Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phong tỏa ngay tài khoản của các ca sĩ Thủy Tiên này hoặc chuyển giao cho một cơ quan có thẩm quyền quản lý như Hội Phụ Nữ hay Hội Chữ Thập Đỏ. Facebook của cán bộ về hưu tên là Trần Văn Két đưa ra kiến nghị như vậy. Tuy nhiên, hàng ngàn Facebook đã chỉ trích nặng nề với ý kiến của cán bộ về hưu này, và với những cái tên ẩn danh trên mạng thì chúng ta không biết đó là người thật hay là những lực lượng 47 của Đảng Cộng sản Việt Nam. So sánh với hành động của ca sĩ Thủy Tiên với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Facebook Vũ Hoàng Linh đã viết như sau: cô ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được 100 tỷ sau mấy ngày bão lũ. Theo luật của nhà nước, nghị định gì đó thì cô ta đang phạm pháp vì cá nhân không phải là đối tượng được phép quyên tiền từ thiện, mà chỉ có các cơ quan tổ chức nhà nước và các hiệp hội quỹ từ thiện được thành lập hợp pháp. Và chúng ta té ngửa ra là bấy nhiêu lâu nay bao nhiêu mạnh thường quân đều đang làm những việc mà pháp luật không cho phép. Và nếu muốn, chính quyền hoàn toàn có thể sờ vào họ, thậm chí khởi tố vụ án với những tội danh như lạm dụng tín nhiệm hoặc là chiếm đoạt tài sản, vân vân. Chắc chắn với số tiền khổng lồ như vậy thì công việc quản lý và sử dụng số tiền này sao cho minh bạch là một việc không hề dễ dàng với Thủy Tiên. Thế nhưng ít nhất cô cũng công khai được số tiền đã nhận. Đây là hình ảnh Thủy Tiên đã công khai số tiền trong tài khoản có 105 tỷ đồng vào trưa ngày 20 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, vào trang web của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan được coi là đại diện của chính quyền trong công tác từ thiện và cứu trợ thiên tai, thì không thể tìm ra được thông tin về tổng số tiền quyên góp mà cơ quan này đã nhận cũng như các phương án phân bổ số tiền quyên được. Trong thông báo của Mặt trận cũng chỉ có dòng chữ sau đây: kết thúc đợt vận động có công báo kết quả vận động quyên góp và phân bổ hỗ trợ về Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương. Tức là sẽ chỉ có báo cáo tổng hợp gửi cho lãnh đạo mặt trận, còn không có báo cáo cho người dân, và sẽ phải đợi cho tới kết thúc đợt vận động, nghĩa là chắc cả tháng nữa. Chưa nói chuyện số tiền đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc có bị bớt xén đi hay tới đúng địa điểm hay không, vì trong việc này người dân không thể theo dõi và mặt trận cũng không có cơ chế báo cáo rõ ràng và kịp thời cho nhân dân, thì riêng sự cồng kềnh của cả bộ máy cũng làm cho người ta có thể nghi ngờ về hiệu quả công tác cứu trợ của mặt trận rồi. Ông Vũ Hoàng Linh đã đưa ra nhận định như vậy. Cùng thời gian đó, nhiều tổ chức thuộc nhà nước như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân cũng kêu gọi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, song chưa có tin tức cho hay tổng số tiền họ thu được là bao nhiêu, có vượt qua con số mà ca sĩ Thủy Tiên huy động được hay không. Lý giải về hiện tượng Thủy Tiên kêu gọi được số tiền khổng lồ trong vòng 6 ngày, một bài viết của VTC News chỉ ra rằng tuy nữ ca sĩ không phải là người nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng điều mấu chốt làm nên thành công của cô trong hoạt động thiện nguyện là niềm tin và khả năng truyền cảm hứng. Thủy Tiên đã nhận được sự tin tưởng cực kỳ lớn bởi chính cô đã liều mình lăn xả vào vùng lũ, lăn xả vào bê từng thùng mì tôm đi cứu trợ đồng bào.
đài VTC News đã viết, đồng thời lưu ý rằng nữ ca sĩ không chỉ đến một thôn, một xã chụp ảnh, quay phim trong một hai ngày rồi về, mà cô còn đi cả tuần liền. Đây là hình ảnh cô Thủy Tiên tiếp tục phát quà cho bà con vùng lũ. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Thủy Tiên không chỉ trải qua vất vả mà còn đối mặt với nguy hiểm, thậm chí cả về tính mạng vì các nguy cơ bị nước cuốn, sạt lở, vùi lấp vẫn đang trực chờ. Đối lập lại, đài VTC News nhấn đến thực tế đã được báo chí, người dân phản ánh nhiều lần trước đây là có quá nhiều vụ các quan chức địa phương làm bậy với số tiền từ thiện. Nhiều cán bộ xã, thôn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phân phát tiền không đúng đối tượng, phát cho họ hàng của mình trong khi họ hoàn toàn không cần đến số tiền này. Không ít lần họ còn thu bớt số tiền lại ngay khi phát cho dân nghèo. Đài VTC News đã điểm lại như vậy. Trên mạng xã hội, hiện tượng Thủy Tiên cũng được bàn luận rộng khắp với hầu hết các ý kiến ca ngợi việc làm của nữ ca sĩ và đồng ý rằng niềm tin của người dân đặt vào Thủy Tiên nhiều hơn các tổ chức quốc danh chính là yếu tố mang lại sự ủng hộ chảy về như thác đổ. Trong số những người đã đưa ra ý kiến, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong viết trên trang Facebook cá nhân có khoảng 45.000 người theo dõi rằng nhiều người gửi tiền để Thủy Tiên chuyển đến nạn nhân lũ lụt vì họ tin. Họ tin cô sẽ làm từ thiện bằng cái tâm của mình. Họ tin cô không ăn bớt, ăn xén. Họ tin là cô làm thực. Còn thực sự là họ không tin được chính quyền. Mặc dù phường, xã, tổ dân phố đến gõ cửa từ nhà bắt nộp, dân không tin chính quyền trong công tác từ thiện. Đó là một thực tế. Ông còn dẫn chứng thêm như sau. Dẫn ra kinh nghiệm bản thân đã có vô số chuyến đi làm công tác từ thiện ở các tỉnh Tây Bắc và nhiều nơi khác khi còn làm báo. Ông Nguyễn Như Phong cho biết đã chứng kiến không ít cán bộ cấp địa phương gây khó khăn cho các đoàn làm từ thiện hoặc tìm cách bắt người nhận tiền, hàng từ thiện phải chia sẻ. Làm từ thiện mà cứ giao khoán cho mấy tổ chức đoàn thể là khéo mất toi. Nói thật là tôi mất niềm tin vào các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và không bao giờ tôi phối hợp với các tổ chức này. Nhà văn, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong đã bày tỏ quan điểm của mình như vậy. Đưa hình ảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh công bố tiếp nhận 22 tỷ đồng tiền ủng hộ lũ lụt và trao giấy chứng nhận cho 55 tổ chức cá nhân đóng góp, tức là trung bình mỗi tổ chức đóng góp 400 triệu đồng cùng ngày 20 tháng 10, khi Thủy Tiên công bố nhận được 105 tỷ đồng trong tài khoản với đa số các khoản tiền ủng hộ từ vài trăm ngàn đồng trở lên. Trong các bài viết trên diễn đàn Góc nhìn báo chí và công dân, nhiều người đã khẳng định rằng qua thảm nạn lũ lụt, người dân có thể thấy vai trò của các tổ chức quốc doanh như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ rất yếu ớt, chậm chạp, thậm chí hụt hơi trước yêu cầu của thực tiễn. Tương phản lại, không ít người bình luận rằng một ca sĩ mà theo quan niệm thông thường được coi là nữ nhi chân yếu tay mềm lại có sức ảnh hưởng rộng lớn và làm việc hiệu quả, kịp thời hơn cả các đoàn thể cộng lại. Trên trang Facebook có hơn 8,1 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của bạn bè và công chúng đối với hoạt động cứu trợ, từ thiện cô đang thực hiện. Công khai nhận 100 tỷ đồng tiền cứu trợ miền Trung, Thủy Tiên được cảnh báo là không cẩn thận là mất hết sự nghiệp. Cô cho biết sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Về số tiền 100 tỷ, Thủy Tiên nhận được rất nhiều lời tư vấn cho rằng cô nên lập tổ chức cứu hộ hoặc giao tiền cho các cơ quan chức năng để giải ngân hoặc thuê công ty kiểm toán, vân vân. Nhưng Thủy Tiên cũng tuyên bố cô không thể nào làm theo những lời tư vấn trên. Cô phản biện như sau. Tổ chức một bộ máy cồng kềnh cảm nó rắc rối về thời gian. Nhỡ đâu trong bộ máy có người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng đến tổ chức thì lại càng nguy hiểm nên tuyệt đối không thể. Tôi chỉ là một cá nhân và tôi sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân và mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con không thông qua một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Thủy Tiên cầm đi trực tiếp giúp đỡ thì Tiên phải cầm đi dù có cực đến mấy. Nếu giao cho một cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ. Cô đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên hầu như đem tiền mặt đi tặng cho bà con gặp khó khăn, bão lũ. Trong các cuộc thảo luận về hiện tượng Thủy Tiên, xuất hiện ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai và một bài báo trên tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng Việt Nam có nghị định 64 năm 2008 không cho những cá nhân, nhóm người như Thủy Tiên được vận động, tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ. Tuy nhiên, luật sư Ngô Ngọc Trai và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận xét rằng nghị định ra đời cách đây 12 năm đã lạc hậu, đồng thời cũng là một văn bản dưới luật mà tự thân nó không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
luật sư trai và tờ báo kêu gọi rằng Nghị định 64 năm 2008 cần phải được nhanh chóng hủy bỏ. Về Nghị định 64/2008 của Chính phủ, luật sư Đặng Bá Kỹ cho rằng đó là văn bản dưới luật và chỉ có văn bản do Quốc hội ban hành mới có giá trị cấm, và về cơ bản thì việc làm từ thiện hoàn toàn phù hợp với pháp luật dân sự và phải được khuyến khích. Luật sư Đặng Bá Kỹ viện dẫn chế định của hợp đồng cho tặng tài sản của luật dân sự dựa trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận và khẳng định ca sĩ Thủy Tiên và từ thiện là luôn hợp pháp. Việc ca sĩ Thủy Tiên vận động quyên góp được 100 tỷ ủng hộ người dân miền Trung khiến một số đại biểu Quốc hội Việt Nam bình luận. Đại biểu Quốc hội của tỉnh Thanh Hóa Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nói, nếu thông qua một tổ chức có năng lực thì sẽ hiệu quả hơn. Một người điều hành 100 tỷ đồng không thể bằng một tổ chức có uy tín, sức mạnh tham gia vận hành, phân phối. Thực tế bây giờ, nếu yêu cầu Thủy Tiên chứng minh chi tiết về nguồn tiền và việc sử dụng là rất khó. Rất nhiều đơn vị, cá nhân tự đứng ra làm thiện nguyện, kêu gọi cứu trợ, nhưng với số tiền nhỏ thì có thể chuyển thẳng tự đi làm dễ dàng hơn nhiều. Song khi số tiền lớn thì nên có tổ chức, những cá nhân, đơn vị kêu gọi được đều được ghi nhận và đánh giá đầy đủ. Điều quan trọng là tiền cứu trợ phải đến được đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm. Ông Bùi Sĩ Lợi đã nói như vậy. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào hôm 21 tháng 10 năm 2020 trả lời báo chí rằng những nơi không tiếp cận được phải huy động trực thăng để tiếp tế. Tuy nhiên sau 10 ngày mới thấy ông Bộ trưởng ngỏ ý này sau khi đã có 132 người chết và mất tích. Dân nhiều nơi đi kêu cứu trong tuyệt vọng cả đêm không có hồi đáp và chủ yếu dân tự đưa cano ra và tổ chức cứu giúp lẫn nhau. Hôm 21 tháng 10 năm 2020, trả lời báo chí, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã khen ngợi ca sĩ Thủy Tiên như sau. Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng để minh bạch. Người dân nêu lưu giữ lại các bằng chứng để sau này, khi lũ lụt hết rồi, những ai muốn truy cứu hành vi có minh bạch hay không thì Thủy Tiên cũng có căn cứ để giải trình. Tôi nghĩ đây cũng là một sự lo xa, nhưng cũng nhiều bạn khác nói rằng khi người ta đã gửi tiền quyên góp cho Thủy Tiên, người ta đã ủy thác rồi và họ tin tưởng rằng đấy là địa chỉ đáng tin cậy và cô sẽ đưa số tiền đó nhanh nhất, đúng nhất tới đối tượng cần cứu trợ. Bên cạnh đó, đại biểu Vân chỉ ra rằng nên tạo điều kiện về pháp luật để các cá nhân có thể kêu gọi đóng góp thiện nguyện. Thủ tục ta có thể đăng ký thôi, không nhất thiết là phải qua một trình tự thủ tục hành chính phức tạp giống như doanh nghiệp. Chỉ cần đăng ký một mã định danh và thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, quy định về phương thức quyên góp, hình thức đi cứu trợ như thế nào một cách công khai, minh bạch để ràng buộc trách nhiệm. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện nhận xét như sau. Chúng ta nên ghi nhận công lao của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt lũ lụt này, nhưng không nên để một mình ca sĩ xoay sở như vậy. Tôi rất hoan nghênh hành động nhân văn của Thủy Tiên, nhưng tôi có một lời khuyên là Thủy Tiên hãy cùng huy động mọi người làm với mình để hỗ trợ nhanh nhất đến bà con, tránh những câu chuyện ì xèo về tiền bạc sau này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nhận trên 100 tỷ, Thủy Tiên làm đảng, sáng mắt, sáng lòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.